Đây con hẹt 150 rớt đầu lòng lên trái đầu lòi lâm nồi vẫn cam hai là sao đồng. Bây giờ cái bố zin đó, xe này mới mở lần đầu nó sắc zin bố zin. Cái chuồng heo nó cũng hay bị rơ lắm mà được không, nhìn nó sẽ vọng nồi rồi mình làm lại thì nó sẽ khắc phục cái lỗi này. Lát mở qua làm lửa luôn nha. Làm xong cái mình test nổ máy cho anh em nghe. Sau đây mình test cái clip rã con ẹt 150 đó, chú rồi cũng đợi từ sáng giờ rồi. Lúc đầu dính làm 150 thôi mà chú lát máu quá, làm lên 62 luôn lên cái lồng được chơi đường nước lớn nữa, chân lồng dài, cái mặt chân lồng nó dày lắm. Lấy cái lồng viên qua đưa giùm mấy cái con cái chốt. Đây cái lồng viên này 57.2. Xe này lên trái 62 này, đúng ra là 61 là 98. Trái là trái của FGM nha anh em. Bạc là bạc RIC RIK, bạc này là bạc tốt nhất rồi. Giòn chân lồng, cái đầu sẽ bắp lớn. Bắt đầu chơi về dứt Isaiah Redland, ESO Redland không xong, xong đồ chơi luôn. Làm xong rồi mình test cho anh em xem cái đoạn khác bay thân. Và gồm những này nè, lọc gió, lọc gió trụ nè, ống xăng hay sâu, còn có mùi sờn nữa, thêm chút bắt xe. Bây giờ mình nồi hết luôn. Đây, sau đây là mình nổ máy con 150, nó lên 62, dinh dinh. Xe này làm từ 10 giờ sáng tới giờ này, luôn mấy cái xe nồi làm xong rồi bắt đầu ráp xe này. Đấy, ông anh ông đợi từ hồi sáng giờ luôn, vì ông đi ăn ngon không ăn luôn. Anh đây lấy bụng ông anh ha, rồi ông nhìn đói quen rồi không ăn luôn. Đây giờ mình nổ máy ha, này rau đai thôi, chạy vài bữa còn phải qua canh nữa chứ giờ canh hết kịp rồi. Em canh rất là êm thế này, giờ này nó yên tĩnh lắm. Không có nẹt lớn được cho ở sớm người ta ngủ. Nổ máy tỉ tê cho anh em nghe thôi. Rồi vậy chuẩn bị lấy cái nước bắt vô, giáp tiền áo cho xe cho ông anh ông dày, vợ ông điện rồi sáng tới giờ rồi. Này đây cái nồi này em coi ha, nhấn nhẹ là nổ máy im không. Cho mình nó chạy vài bữa xuống rồi mình mới canh lên nữa cho nó giả cò, xong canh lần nữa là chạy thôi. Bàn nữa chậm khe nói đâu, xe ông chạy rớt biển số luôn, nó gấp gà mấy cái rồi. Tắt rồi rồi, cho bà con ngủ. Giờ không có dám nẹt đâu. Khuya quá rồi. Rồi anh em đắp nước vô. 11 giờ rồi. Đúng 11 giờ luôn. Em mở cái máy này đập lại cái. Đập đi để bắt cái cục IC gas leo vô nó
cho nó vừa khớp nó luôn. Tháo rồi đi, đập lấy búa đập đập cho nó dẹp ra luôn. Đây cái sai này. Rút gì rút lại luôn nha. Chắc cú luôn. Rồi xong, giờ gắp máy vô ngủ. Mai làm việc tiếp, bữa nay là quá giờ rồi. Mình làm từ 9 giờ mấy tới giờ. Ok anh em đã xem clip ha. Xe này ông chú là ông kêu canh đi hàng ngày, đi mà khoảng cả năm mới canh lần. Còn mấy cái xe mà canh tới á thì làm nó khoảng tuần lễ. Vì mấy cái đó nó phức tạp lắm, phải đi mấy cái đầu xúc bắp lớn, canh từng chi tiết rồi chạy dyno nữa. Hôm nay mình bài thì vẫn chạy ok bình thường. Cũng 170-180 đồ bình thường nha anh em. Ok anh em xem clip ha. Cuối tuần cùng anh em khách làm full nồi vô xăng lửa. Giống như cái xe mà đồ gắn phòng tổng lúc này nó lạ. R15, R13 của nồi luôn. Mở nồi ra cho mọi người. Buôn nồi luôn. Xuân rồi luôn, rồi trái bố luôn vậy, ăn thui luôn. Xe ga, xe số nó nhận làm hết nha. Rung đầu hay là bị tụt bố, lỡ con, lỡ số rồi. Giờ anh em nó xem clip nha. Rồi, đuối thần rồi, quá đuối luôn. Đi con, nồi con. Cái đụng cổ. Ê, nồi cũng thay nhớt à, làm từng xe cố gắng hay tình thủ cho anh em. Rồi 15-13 trái bộ nồi luôn, mòn hết luôn, nồi đi hợp chúng được đó. Ai lấy xăng rửa này cho anh đây. Rồi đây 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 đây. Nờ rồi hồ sổ trái nè, à bơi sổ trái nè, tầm thủng quá đuối. Xe này cũng gầy chưa thời gian gấp luôn. Nồi ESO với một bình sự lại mình nha. Tàu quốc mình nồi luôn. Rồi xong cuối tuần sau câu mình nồi cho anh em. SDH 150 54 luôn. Honda R15 23
xong Vista 150. Rồi quá đông rồi.